Và nếu chúng ta xem Facebook là một quốc gia thì đây chắc chắn là một quốc gia có tỷ lệ dân số rất đông và thậm chí là có 1 đến 2 người có những nhiều danh tính khác nhau ở trên Facebook. Và đây là một mạng xã hội lớn nhất trên thế giới và đối với một quốc gia nếu mà đông dân thì tất cả mọi thứ phức tạp. Tương tự mạng xã hội cũng như vậy, nó đem đến cho chúng ta muôn vàn lợi ích nhưng mà cũng là muôn vàn những vấn đề là những cái ảnh hưởng thầm lặng đặc biệt đến mặt tâm lý của những người dưới 18 tuổi. Vào ngày 30 tháng 9 thì các nhà lập pháp của Mỹ cũng đã yêu cầu các công ty liên quan đến hoạt động của Facebook cam kết giải quyết những quan ngại ngày càng gia tăng về tác động của việc sử dụng Facebook cũng như những nền tảng dựa trên Facebook đối với sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên tại Mỹ. Trong phiên điều trần kéo dài nhiều giờ ở đồi Capitol, các thượng nghị sĩ Mỹ đã chất vấn giám đốc điều hành phụ trách an toàn toàn cầu của Facebook, bà Antigone Davies, về thông tin từ nghiên cứu nội bộ của Facebook cho thấy tác động tiêu cực của ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram đối với sức khỏe tinh thần của trẻ em gái tuổi vị thành niên. Là người đã từng trải qua độ tuổi thiếu niên và hiện giờ đang nuôi dạy các bé gái ở độ tuổi này, tôi đã tận mắt nhìn thấy sự giao thoa đầy rắc rối giữa áp lực phải trở nên hoàn hảo giữa vẻ ngoài và việc nhận ra con người mình ở độ tuổi đó. Điều đã bị bỏ qua trong báo cáo là nhiều bé gái vị thành niên cảm thấy Instagram có lợi giúp các em cải thiện những vấn đề tâm lý. Thông báo này đưa ra vài ngày sau khi tờ Wall Street Journal đăng một báo cáo nội bộ của Facebook thực hiện cho thấy hơn 30% số trẻ em gái tuổi vị thành niên sử dụng Instagram nói rằng nền tảng này khiến các em ngày càng cảm thấy không hài lòng với cơ thể của mình. Thượng nghị sĩ Ed Markey đã yêu cầu Facebook cam kết công bố tất cả nghiên cứu và không hướng đến những người sử dụng là trẻ em dưới 13 tuổi. Trước sức ép của các nghị sĩ Mỹ và các nhà hoạt động vì trẻ em trên khắp thế giới, Instagram ngày 27 tháng 9 đã dừng kế hoạch ra mắt phiên bản Instagram Kids dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Mặc dù vậy, công ty vẫn khẳng định việc xây dựng ứng dụng này là điều đúng đắn.